Các vấn đề về lựa chọn tiết kiệm, đầu tư tài chính, quỹ hưu trí hay bảo vệ tài chính cho gia đình luôn là những vấn đề phức tạp, khiến việc chọn sản phẩm đầu tư, bảo hiểm, giao dịch ngoại hối trở thành một nỗi lo lớn. Không cần lo lắng, hãy để Standard Chartered hỗ trợ quý khách. Với kiến thức chuyên sâu về thị trường, chúng tôi có thể thỏa mãn tất cả nhu cầu tài chính của quý khách. Đội ngũ chăm sóc khách hàng với năng lực tư vấn, sự tận tâm cùng với các sản phẩm đa dạng. Các chuyên gia của Standard Chartered luôn nghiên cứu và cập nhật để đưa ra các thông tin thị trường mới nhất, tỷ giá chuyển đổi cạnh tranh khi giao dịch ngoại hối. Các giao dịch ngoại hối được thực hiện chuyên nghiệp, an toàn, thuận tiện và nhanh chóng nhất. Chúng tôi đưa ra các giải pháp ngoại hối phục vụ nhu cầu đa dạng từ định cư, đầu tư và du học. Hay chuyển gửi, trợ cấp cho người thân ở nước ngoài với thủ tục đơn giản, nhanh gọn. Ngoài ra, chúng tôi cũng cung cấp những sản phẩm bảo hiểm hấp dẫn nhằm giúp quý khách hoàn thành kế hoạch tiết kiệm linh hoạt, tương lai học vấn cho con cái, kế hoạch hưu trí, cơ hội ủy thác đầu tư vào các quỹ có khả năng sinh lời cao. Chúng tôi cung cấp cho quý khách các giải pháp bảo vệ tài chính, giảm đi những nỗi lo trước những sự kiện bất ngờ của cuộc sống và giúp quý khách luôn có những quyết định tài chính đúng đắn nhất, để quý khách và gia đình luôn an tâm tận hưởng một cuộc sống trọn vẹn. Đến với Standard Chartered, quý khách còn được tư vấn để tìm kiếm các cơ hội đầu tư. Các chuyên gia đến từ các quỹ quản lý tài sản danh tiếng sẽ cùng quý khách tìm ra các cơ hội đầu tư phù hợp nhất với mức vốn đầu tư tối thiểu thấp và khả năng kiểm soát rủi ro tốt. Đội ngũ những chuyên gia đầu tư của chúng tôi sẽ luôn hỗ trợ tư vấn cho quý khách vượt qua môi trường đầu tư nhiều biến động, từ các lĩnh vực như thị trường chứng khoán, bảo hiểm đến các cơ hội đầu tư trong và ngoài nước. Quý khách chỉ cần đến với Standard Chartered và để những lo lắng của quý khách lại cho chúng tôi.